nhưng mà chấp pháp khiến cho con người ta cũng sân si. Ai góp ý với mình là có một cách nữa, ai góp ý với mình là nên sửa một chút, là ngay lập tức mình không bám vào tư tưởng mà mình tập trung vào sự ngã bản là cách của tao là đúng. Chỉ có duy nhất cách của tao là đúng, cái đó trở nên chấp pháp. Thầy ơi, thầy có thể giảng cho em một chút thế nào là chấp ngã, thế nào là chấp pháp, theo cách dễ hiểu của đời sống. Và khi người ta đoạn trừ được hai căn bệnh này rồi thì tham sân si mạn nghi cũng tự động biến mất theo đúng không ạ? Chúc thầy và mọi người của tôi vui vẻ, hoan hỷ. Vâng ạ, thứ nhất tôi định nghĩa thế nào là ngã. Ngã chính là cái bản năng mà nó tồn tại trong con người đó. Tôi lấy ví dụ thế nào gọi là ngã ấy? Nói thế này để mọi người đừng có bảo thầy lấy ví dụ, phải lấy ví dụ nó rất sốc thì mọi người mới hình dung được. Ví dụ bản ngã của con chó là ăn phần, nó đương nhiên là như vậy, tức là mình hiểu ở cái tầng bậc nào thì nó sẽ có cái ngã đó. Bản chất của một người ngu thì đương nhiên là tham. Còn ngay một người nhá, họ biết tôi ngu mà không tham, nên họ biết được cái kỹ năng này, cho nên tôi chỉ được hưởng một ngày lương thôi, thì đấy là người trí tuệ rồi chứ không phải là người ngu đâu nhá. Ví dụ như bác nông dân, bác hiểu là do tôi không được học hành gì mà bây giờ thì tôi cao tuổi rồi, tôi không học nữa, cho nên tôi chỉ làm được trồng lúa, trồng khoai, trồng sắn thế này thôi, cho nên tôi chỉ được 3-4 triệu một tháng là tôi mừng lắm rồi. Đấy đã là người trí tuệ, tức là tôi biết tôi không có năng lực này và tôi không có khả năng ở cái thời điểm này, tôi cũng khả năng là thay đổi được nó, nên tôi đón nhận cái hoàn cảnh sống này một cách vui vẻ, thế là vẫn có hạnh phúc nhá. Chứ không phải là ngu có nghĩa là không biết. Ngu chính là việc mình ngu mà mình không biết mình ngu, thì đấy mới chính thức là ngu. Còn tôi ngu, tôi biết tôi ngu thì là bản chất là trí tuệ. Thế cho nên là ngã có nghĩa là mình biết là với cái căn cơ này thì nó sẽ có ngã này. Ví dụ đã là phụ nữ thì phải có tính nẻo bẹp và chấp vặt, thù vặt, và chúng ta hay gọi là thù lâu nhớ dai. Tất nhiên nó vẫn có tỷ lệ số ít không bị mắc cái ngã, thì đấy là những người tiến hóa kiếp sau là đàn ông. Tất nhiên đã là đàn ông thì quảng đại là bờ vai vững chắc để sang tay cho người khác dựng dẫm. Tất nhiên vẫn không ngoại trừ vào những nhóm đàn ông có tính cách đàn bà, nhưng mà số đông đàn ông là có cái ngã đó, từ đó gọi là căn cơ. Đã là doanh nhân thì tư duy tài chính của họ cực tốt, đấy là ngã. Đã là bác nông dân thì họ cực kỳ ổn định, họ rất sợ sự thay đổi, đấy là ngã. Tức là ngã là một thói quen, một cái căn cơ của tầng người. Hay đã là người già thì họ rất ngại thay đổi. Đã là người trẻ thì cực kỳ tăng động. Tất nhiên nó vẫn có số ít, nó lại nó phụ dâu. Vậy thì cái đó phải là ngã. Vậy thì câu chuyện đầu tiên là nếu hiểu ở căn cơ này bắt ắt nó phải có cái ngã đó, cái thói quen đó, cái mong muốn đó, thì bây giờ chúng ta không còn chăn nữa. Nếu mai tôi già tôi ngủ, tôi thấy các cháu trẻ con nó chạy mà nó nằm ồn, tôi không chấp, tôi mắng các cháu thì tôi hiểu
đang là trẻ con thì nó phải nô đùa chứ. Nếu mình già là mình khó tính, mình cấm nó nô đùa là mình châm ngã mất rồi. Đã là phụ nữ thì họ phải hay nèm mèm một chút, đó là chuyện bình thường. Và mình bảo vợ mình là nói ít thôi, à mình đã châm ngã mất rồi. Vậy châm ngã nó sẽ khiến đến cho mình sân si, thù hận. Vậy thì hiểu được ngã và đón nhận ngã của từng nhóm người thì khi đó mình đã được giải thoát sân si, ham sân si rồi. Còn mình không còn chấp nữa thì tức khắc mình ăn vui thôi mà. Đấy, tiếp tục. Hay là đơn giản nhất trong đời sống, mình đã đi ô tô thì phải mất tiền gửi xe. Còn đi ô tô là chỉ thích tìm chỗ đỗ chùa, phải bảo đỗ vào cái chỗ nào họ không lấy tiền thì ông phải tìm thời gian đỗ xe nó lâu. Cho nên có tiền là đi ô tô, chứ không là đi ô tô xong bắt đầu là cứ dựng hết chỗ nọ chỗ kia, xong đè vào cửa hàng để người ta, xong người ta chửi cho, xong lại đứng chửi nhau. Thì đó cũng là một loại chấp nhận, tức là không chấp nhận cái việc đi ô tô và mất tiền gửi xe thì cuộc sống nó không an yên nữa, nó bị loạn đấy. Thì đấy là chấp nhận, thì nó sinh ra sân si. Thứ hai, người ta gọi là chấp pháp. Pháp là gì? Pháp là phương tiện để đi đến tư tưởng. Tôi lấy ví dụ, tư tưởng mà tôi muốn vào Sài Gòn vào ngày mai, pháp là đi máy bay hoặc đi ô tô hoặc đi tàu hỏa hoặc đi tàu thủy hoặc đi máy bay trực thăng, ví dụ như vậy. Thế thì bản chất là ông sếp công bằng thế này: mày mua cho anh vé máy bay đi vào Sài Gòn, nhưng mà khi mà ra sân bay mà hỏi hoặc điện thoại hỏi hoặc tra lịch hỏi thì không có chuyến nào bay hôm nay mà bay vào Sài Gòn. Thế nào ông quay về ông bảo sếp là: sếp ơi, em hỏi hết máy bay không có chuyến nào vào Sài Gòn. Nhưng cái người họ không chấp pháp thì ngay lập tức họ kiểm tra chuyến bay ngày mai, chuyến sớm nhất ngày mai. Ngay lập tức họ hỏi xe ô tô chạy sáng nay để đêm nay tới Sài Gòn, ví dụ thế. Ngay lập tức họ nghĩ đến chuyện là nếu thuê lái thuê một cái xe taxi chở vào đấy nó mất bao nhiêu tiền thì mất bao nhiêu tiền để đạt đến Sài Gòn. Như vậy ngay lập tức họ sẽ nghĩ ra rất nhiều pháp để chuẩn bị cho sếp của mình. Nhưng một đứa nhân viên mà chấp pháp thì nó hỏi máy bay mà không có chuyến bay cái nó quay sang nó báo cáo sếp: sếp ơi, không có chuyến nào bay cả nữa. Thì ông sếp hỏi: thế thì sáng mai có chuyến bay nào sớm nhất không? À, để em đi em hỏi. Bắt đầu lại cái gì? Vậy thì ông sếp hỏi mà mình là gì? Không phải là người chấp pháp, mình đã chuẩn bị cho ông bằng đấy cái giải pháp. Thì ông hỏi là mai chuyến bay sớm nhất bây giờ, à em có đi, có cách nào đi sớm được hơn không? Ok, có cái cách đi taxi, nhưng mà phải đi ngay bây giờ và nó tốn bằng này tiền. Có cách nào rẻ hơn cách đi taxi mà bảo trễ hơn một chút có được không? Ok, có, đi xe khách ngay bây giờ, rẻ hơn chút nhưng rẻ hơn, em sợ bạn đời không có sức khỏe để làm việc, ví dụ như thế. Thì như vậy người mà chấp pháp thì người khác chỉ cho họ một con đường hoặc là hỏi họ về một con đường thì trong con người họ chỉ có duy nhất một lựa chọn và họ cho rằng lựa chọn đấy là đúng nhất và nó sinh ra bảo thủ về pháp. Bảo thủ về pháp tức là chấp pháp. Ví dụ là kinh doanh của bạn, nếu ông chỉ biết một mô hình kinh doanh thì nói qua nói lại một hồi ông cũng quay về mô hình kinh doanh của ông ấy. Nhưng nếu một người họ biết bốn mô hình kinh doanh thì họ không chấp pháp nữa. À, mô hình nào cũng được và mô hình nào gì ạ? Bán được nhiều hàng hóa, chi phí trên kênh ít, làm chủ kênh hàng hóa, làm chủ được hệ thống, có thương hiệu. Thì đấy là gì ạ? Chi phí bán hàng trên kênh thấp thì đó là kênh bán hàng thôi. Nó rất đơn giản như vậy. Nhưng mà chấp pháp khiến cho con người ta cũng sân si,
ai góp ý với mình là có một cách nữa, ai góp ý với mình là nên sửa một chút, là ngay lập tức mình không bám vào tư tưởng mà mình tập trung vào sự ngạc mạn là cách của tao là đúng. Chỉ có duy nhất cách của tao là đúng, cái đó trở nên chấp pháp. Cho nên Đức Phật dạy tư tưởng là chính, dạy pháp ít, bởi vì dạy pháp sợ chúng sinh bị dính vào pháp và bảo thủ, thì đó gọi là chấp pháp. Mà đấy là dạy pháp ít như vậy mà chúng sinh đã bị dính vào pháp mà mở. Cho nên là chỉ cần hiểu được ngã căn cơ nào ác, nó phải có tính cách đó, và hiểu cho nó, thông cảm cho nó, yêu thương nó, nào còn tham sân si mạng nghi nữa đâu. Nếu mà không bị chấp pháp thì lại biết lắng nghe người giỏi hơn mình góp ý thì mình tiến hóa, thì nào còn tham sân si mạng nghi nữa đâu. Đó là ngã và pháp. Và trong cuộc đời này, kẻ chấp pháp chiếm đến 99.9%. Cho nên họ bảo thủ cái cũ thì ai đó góp ý cho họ. Và hỏi họ có mấy con đường, họ chỉ có duy nhất một lựa chọn. Bảo họ đi tìm một cái máy bay để bay vào Sài Gòn, họ hỏi sân bay không có, thì họ chỉ duy nhất có một câu trả lời: không có. Họ không tìm ra các giải pháp khác. Người chấp ngã thì hay phán xét, hay đổ lỗi, hay sân si. Người chấp pháp cũng vậy. Người chấp pháp thì bảo thủ cái cũ, không làm việc nhóm được vì bảo thủ mà. Đấy, thì bắt đầu nó sinh ra một loạt các hệ lụy trong đời sống. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn.